Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Ba ảnh trong phòng mà hai anh chưa lên về. Có chuyện ảnh nằm dưới đất mình lên vậy đó. Sáng con nói ủa sao ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nó hồi gian lên nè. Cái con vỗ cái dẹp, con nó lên nằm gần với em nè. Con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới Lên luôn. Chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe. Đó, em cầu được ước thấy đó. Rồi, xin chào. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào khán giả đang xem chương trình Vợ chồng son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái. Con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc. Cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Dạ, hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái trắng. Dạ, Thái trắng chính xác ạ. Thái trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém mé Thái Lan. Đó, đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. Con là ở Sóc Trăng là người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa. Mẹ như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay trai? Dạ con gái. Thôi bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, người mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó. Thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bằng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Mắc cười lắm. Hua hoa không hoa mà hường không hường mà hương không hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, mà kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con cũng không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây ở dưới thì không có thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con không thích đi. Nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi. Cũng ổng nhảy vô. Ổng nhắn tin riêng, ổng nói là trời ra đi anh rước. Cái trời mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước ngoài này. Mình thích, nhưng mà sau ổng nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thế thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu bị là bị cục hứng đó phải không? Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc qua đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi. Cái trời ơi con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn câu thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cháp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Bên đèn đỏ bên kia. Là giả bộ đúng không? Đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ bốc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà. Chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô bar vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi, tăng 4 gì luôn. Xong rồi về khách sạn, đó là 4 người, 3 đứa con gái.
say, say quá say luôn. Mà cái lên dạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với hai ba anh trong phòng mà hai anh kia lên dạc. Có tự nhiên ảnh nằm dưới đất mình lên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nó hồi danh lên nè. Cái con vỗ cái dạc con nó lên nằm gần với em nè. Con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới Lên luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi. Tháng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô luôn. Làm thì khoảng một đâu tuần tầm là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con tiếp tục công việc. Kiểu... Rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5 6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một ví dụ như khoảng là công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng, cho hãng máy bay thì là đó. Cứ điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không có ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó. Thì hai đứa làm ăn nội chứ biết sao. Thì hai đứa yêu nhau vậy là gia đình có biết không? Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ kiểu như hết nổi hay sao á, cái nói anh vô ở đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này. Rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con. Thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm. Bị stress luôn, bị stress đúng đó. Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. 5 ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà. Ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ, xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà tự dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái ấy, sao khóc lại? Lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động cũng khóc nữa. Hay khóc. Dụ vậy nói nghe cái nói là không có gì đâu rồi, con thấy thước thấy người ta đi chơi rồi, hoặc là đi diễn rồi, nói trời anh vô đây là anh phải, anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè. Rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm, 10 năm nữa thì anh cũng nghĩ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh. Tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa, ban đêm ban hôm nữa. Con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ. Rồi anh đi anh vô anh nên chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen, từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó. Khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy, nếu khóc đúng không? Cúng đồ đi, ngày mai đi về ngoại. Thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi. Mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu. Mọi thứ bắt đầu lại. Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về anh ở đây với em. Xác định tư tưởng luôn. Tư tưởng luôn. Chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà. Sao mình bực chứ? Cũng hơi bực. Không, mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà. Không được mình hiểu đi, cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tật ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9, thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh, nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nói đẻ đi, đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mất khánh nữa dạ. Đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nói là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ, nguy hiểm, đủ thứ mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói, giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha, 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị. 4:10 kêu cơm ăn, con không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói, anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Mà con phải đi tắm cái nữa. Nói, con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi, con chuẩn bị tâm lý đi về mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm 3 phút là anh xong.
vô tắm bắt nhạc hát, không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói, anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó, con muốn nghe nó là con không biết, ông biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ vậy này chồng tắm. Thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ rồi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới, trời ơi, làm đang mình đang tịnh gây mê gây tê tị sống thì con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị Hua anh Thái á bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sinh thường thì cho vô, sinh mổ là không thể nào. Nhưng mà bà chị nói là trời ơi tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì mà mới đầu là bác sĩ quạo. Rồi bác sĩ bỏ cái mà cây kim kéo xuống đi rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu à. Em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời trời làm thấy ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mổ khóc luôn không? Con hả, cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười quá mất cỡ cũng chết luôn à. Xong rồi con cũng thấy ồ tự nhiên lớn luôn, cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động luôn. Đó rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vô phòng mổ. Hối hận, nó hối hận, không có hối hận, sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ nhớ vợ cứ bị làm sao để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa, lạnh lắm, lạnh thật, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao còng kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó ra. Rồi không nhớ. Không sợ thấy không thương. Cái cảm giác sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Có được gặp vợ, cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc vô, khóc lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi, rồi. Giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình Vợ Ông Son này nhiều mà đúng không? Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. Đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao, chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, đứa con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. Rồi xàm tối ngày cái miệng nói như vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường đó. Đó con lớn, con nói con lớn rồi ta sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc không? Có cọc không? Quạo liền, con dãy liền. Đó, lại mất vui luôn. Tự khơi khơi rồi tự quạo hay, đúng rồi. Hỏi nè, đó quen nhiều người anh. Cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái nói hỏi cái có làm gì không? Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu. Làm nhiều lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo như quay vô vách ngủ liền. Con nói á, mới bị lớn mà gì vậy. Quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa. Con cũng làm không cho nói ra. Là cũng quạo. Không nói cũng quạo. Là cái đó là tật xấu. Nói mà. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Rồi sao rồi giờ con mong hỏi gì nào? Đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thức cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm thì 7 giờ ổng thức thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước rồi ổng lấy gối của con, màn của con để quả nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó.
rồi ông cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường đó. Hồi hôm em làm mà trả lời khách, hai bây giờ cho em ngủ một chút nữa đi. Phải bắt mình thức, thức xong liền là đi căng cái giường. Căng thẳng thơm nha. Cộng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói. Cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc gất dưới đất cũng lượm lên. Thậm chí phân thằng lằn cũng bốc nữa nha cô. Kỹ mà con hứa. Trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi. Em cũng ẩu mà không nha, lúc mà, nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc dặn con nè, nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đó nha. Mang dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn á. Không mà dặn con không có cho con nói đó nha, nhưng mà con tức hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó, chỗ đó gì đó mặn hồi nữa. Ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười đó, mẹ nói trời trời, đôi dép nó cũng hửi được nữa mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không, bí mật cho nhau đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà là có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, biết là dấu định hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con là gì hồi đó giờ cái gì ấy, cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh, ngược lại cho ảnh đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng không phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh. Không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? Đó, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi. Nhẫn này em tặng anh này. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Hòe cái chiếc đi, hòe cái chiếc đi rồi à. Thái muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình. Con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. Cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên cái. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy trời rồi. Quá với trời rồi. Trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa. Sau chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay kêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm vào đi cho an toàn, không ngồi ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần kêu ôm luôn. Thế là lúc đấy em mình biết là thích rồi, thì coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy, mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Thế là vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Thế bây giờ cô vẫn nhớ cái đây, chuyện câu chuyện đấy cái đây 2 năm rồi. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời hai mẹ. Wow, trên sân khấu hôm nay là con nói nha, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Thấy chưa, đều là mắt sao gà nó như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đó. Đừng nói em Quốc Trung. Là Đức Trung ạ. Đức Trung. Tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À, nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả.
thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao, thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ đấy ạ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá, cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu. Và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng chơi, biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi, rồi hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi, là người yêu ngày đấy, đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu rồi ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thế coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thì em, chị cũng vậy mà. Có lúc thế, có lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ. Đấy chị gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì em bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng, sẽ bỏ mình đấy. Đó, vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ý đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm hả chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Ồ, nghe nhỏ bé quá.
Đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Ừ, khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giời. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thế là vợ chồng em cũng hiểu với nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Anh nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên không được cái chứ. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Ông chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn. Bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau. Chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không. Rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Thì em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến rồi. Cái phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà các chị vợ rất thích. Đúng, các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Em không. Anh không hề thích luôn. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm. Thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể ra thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm ràm hả? Cảm ràm, hay quát lắm. Trông ngày tôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mà nhiều khi không biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn, 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá.
Thì Nga vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Ừ. Lâu lâu lắm rồi, máy để vào bụi lắm rồi, không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game. Mặc định luôn, mặc định cứ cầm luôn. Máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá cầm ràm nè. Hay quát cả quát. Chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy. Hay quát, nhưng mà thôi đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi dắt con đi vào trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu mà thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài, nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc công kinh doanh nhà. Nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá cũng quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng và con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Thì vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Bây giờ cô vẫn nhớ cái đây chuyện câu chuyện đấy cái đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ, còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á, nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc và hạnh cái phúc. Công ty ha. Là công ty công phải phát triển hơn nữa. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiệu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đặc biệt đến từ chương trình vào tuần sau như sau. Món quà đầu tiên đó chính là bộ sản phẩm dưỡng đặc trị da thương hiệu Nature of Love NOL. Sản phẩm đến từ Hàn Quốc với 95% chiết xuất từ thiên nhiên, giúp làn da bạn tươi trẻ, mang về vẻ đẹp tự nhiên. Và món quà thứ hai đó chính là miếng cước chùi nùi. Và món quà thứ ba đó chính là trọn bộ son môi Runica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Và món quà thứ tư đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Còn bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Hai bạn đâu lưng lại nhau và nghe kỹ câu hỏi nha. Rồi. Lần đầu tiên của hai vợ chồng bạn là ở đâu? Lần đầu tiên. Ngày. Nhưng mà đây là dịp để cho chúng ta ôm lại. Mà không. Rồi kìa, tháng nó xong rồi kìa. Ở đâu? Hai. Rồi một, hai, ba, mở lên. Đâu, quay, mở quay, ra. Quay ra, quay ra. Khách sạn Hà Nội. Ủa sao ghi chữ khách sạn kia như vậy? Thì Hà Nội mà trong khách sạn là đúng rồi. Rồi. Còn đây là đâu? Trung. Nhà thuê ở Sài Gòn. Kim Cương Xanh HT là đâu? Là khách sạn. Dạ, hotel ạ. Ơ thế bên đây lại cứ nhầm à? Em bảo rồi, vợ em rất hay quên. Rồi, ok, không sao. Như vậy là với kết quả trên thì vợ chồng của Thái đã đáp chính xác. À, cặp vợ chồng thắng cuộc sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Chọn đi. Yeah. Màu vàng, đứng đó. Hay mà chồng, màu. Cô chị màu xanh. Rồi. Ok, lên đi Chung. Thuận với chị Hồng Vân sẽ mở trước. Các cặp cô mở trước nè. 2, 3, Vân mở đi. Rồi bây giờ mời hai cặp vợ chồng chúng ta sẽ mở nha. Rồi Thái có thêm em bé. Chúc mừng hai vợ chồng Thái và Hua đã nhận được phần quà, đó chính là miếng cước chùi nồi. Và chúc mừng cặp vợ chồng chùi đá đã nhận được phần quà, đó chính là trọn bộ son môi Runica Nhật Bản đến từ Love Shopping. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son tuần này đã hết. Thay mặt chương trình xin cảm ơn hai cặp vợ chồng. Và mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ chúng ta sẽ lại gặp nhau qua chương trình
Vợ chồng son trên kênh HTV7.